Chào các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại cái bài học hôm nay. Ta xét bài toán số 15. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau. AB bằng 6A, AC bằng 7A, AD bằng 4A. Gọi M, N và B tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD và DB. Thể tích P của khối tứ diện AMNB bằng một trong những đáp án nào sau đây? Bài toán số 15 bây giờ là không còn đơn giản như các bài toán từ số 1 đến số 14 nữa. Do đó, việc đầu tiên chúng ta phải vẽ hình ra, đọc đề và vẽ hình. Thực chất thì sau khi vẽ hình ra thì nó cũng quy về các cái bài tập cơ bản, trọng tâm trở lại. Các em sẽ thấy ngay, nên khi làm toán hình học không gian, khi thấy một cái đề mà nó dài thì không nên sợ, ta chỉ bình tĩnh và vẽ hình, nhớ lại những kiến thức cơ bản, vận dụng vào thì có thể là giải quyết được. Bây giờ thầy sẽ mô tả hình vẽ. Đây, người ta cho tứ diện ABCD thì các em sẽ vẽ tứ diện ABCD. Đôi một các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Do đó ở đây các em sẽ để ý là AB này vuông góc với AC. AC trong không gian thì góc vuông ta có thể biểu diễn là góc bất kỳ cũng được, nhưng mà phải hiểu nó là vuông. AB, AC vuông góc nhau, AC, AD cũng vuông góc nhau và AD, AB cũng vuông góc nhau, Thì tới nay thì có một số em thắc mắc tại sao thầy vẽ cái khối tứ diện vuông bằng cái hình vẽ này. Thì vừa rồi ở bài tập số 14 thầy vẽ cái khối tứ diện vuông thì ở dạng là cái đỉnh góc vuông á. Nó nằm như là phía dưới để dễ hình dung. Còn cái bài này thì thầy vẽ cái đỉnh góc vuông nó nằm ở trên cao, đúng không? Trên cao. Không vẽ dưới. Thì có dụng ý của thầy. Sau khi nhìn hình vẽ thì em lại tiếp tục đọc đề thì em thấy là gì? Thể tích V của khối tứ diện AMNB. AMNB thì nó rất rõ trên hình vẽ, đúng không? AMNB nó rất rõ hơn, ý nghĩa như thế mà thầy là cái là không vẽ theo cái kiểu ở bài tập 14 mà vẽ ở dạng bài tập 15 này. Nhưng phải chú ý là phải để ý là các cái góc BAC, CAD, DAB là vuông góc nhau, nhưng trong không gian thì ta biểu diễn bằng một góc bất kỳ như thế, đúng không? Để ý chỗ đó thôi, đúng không? Để ý. Tiếp theo ta sẽ đọc đề. MNB tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD và DB lần lượt trên hình vẽ. Trung điểm. Xong. Thì đến này người ta lại hỏi là tính thể tích V của khối tứ diện AMNB. Thì trên hình vẽ các em sẽ hình dung được cái khối tứ diện AMNB. AMNB đó là màu xanh dương. Thầy mô tả. Như vậy làm sao tính? Muốn tính thể tích của một khối chóp thì ta cần phải biết diện tích đấy và chiều cao. Nhưng đây là chưa thấy gì hết, chưa thấy một cái giả thiết gì là để tính diện tích đấy của cái tứ diện AMNB hết, cũng chưa thấy gì về chiều cao hết. Thì nếu em nào theo dõi liên tục các cái bài giảng vừa rồi thì các em sẽ phát hiện ra ngay được là cái khối tứ diện AMNB với khối tứ diện ABCD nếu xét đến A thì sẽ có cùng chiều cao, vẽ từ đỉnh A, là điều thứ nhất. Tiếp tục về đáy của khối tứ diện
A M L B, thì đấy nó là tam giác MLB, MLB. Thì tôi nói thì các em nhớ lại về kiến thức về đường trung bình trong tam giác thì rất là dễ dàng, em chỉ phát hiện ngay được là bốn cái tam giác nhỏ nhỏ là BMP, MCN, MNB và NDB đều là bằng bằng nhau và có diện tích bằng nhau luôn, bằng nhau luôn. Như vậy cái diện tích tam giác MNB sẽ bằng 1/4 diện tích đấy của là khối tứ diện ABCD là cái tam giác BCD, BCD. Như vậy là ta thấy là cái diện tích là cái là giảm đi 4 lần diện tích đấy của cái khối tứ diện AMDB so với là khối tứ diện ABCD là giảm đi 4 lần. Còn chiều cao thì giống nhau. Do đó ta chỉ việc là lấy thể tích của khối tứ diện ABCD chia đi cho 4 là ra kết quả bài toán. Đúng. Nhưng ở đây thì thể tích của khối tứ diện ABCD chưa có, chưa có. Chưa có, nhưng tuy nhiên ta theo cái bài số 15, bài số 15 thì một cái khối tứ diện vuông tại một cái đỉnh nào đó, ở đây là đỉnh A, mà nếu biết được độ dài ba cái cạnh góc vuông thì sẽ tính được thể tích. Thể tích như vậy bài toán đã được giải quyết rồi, đúng không? Ở đây thì do là cái khối tứ diện ABCD nó vuông tại A và nó có AB này vuông góc AC, AC vuông góc với AD, AD vuông góc với AB, do đó thể tích nó ta tính được, độ dài đã cho rồi. Các em sẽ xem là cái hướng dẫn V A B C D bằng 1/6 A B nhân A C nhân A D. Các em sẽ ráp số vào, ráp số vào và tính được nó bằng là 28 A mũ 3, đâu A mũ 3. Và diện tích đáy của tam của là cái tứ diện AMNB chính là tam giác là MNP này, đúng không? Thì bằng 1/4 diện tích đáy của khối tứ diện ABCD, nghĩa là giảm đi 4 lần. Do đó thể tích của cái khối tứ diện AMNV cũng giảm đi 4 lần, nên chính là bằng là 7A mũ 3. Ta lấy 28 chia 4 đúng không? Bằng 7A mũ 3. Do đó thực chất cái bài toán này là không có gì khó, không có gì khó. Ta nắm lại kiến thức tính chất về đường trung bình liên quan đến diện tích. Diện tích là cái thứ nhất. Còn lại các là vấn đề khác, chẳng hạn như là khối tứ diện vuông thì đã đề cập ở bài số 14 về sự thay đổi thể tích khi biết diện tích đáy hay là chiều cao biến thiên thay đổi bao nhiêu lần so với là cái thể tích của cái khối tứ diện trước, diện trước. Do đó là ta sẽ chọn đáp án D, đáp án D được. Như vậy cái bài số 15 sẽ liên quan đến một số cái bài trước, các cái bài giảng trước, nên các em phải theo dõi liên tục thì mới thấy được cái giá trị của nó. Ở đây thầy lại ghi nhớ một điều để các em chú ý về tính chất của đường trung bình tam giác liên quan đến diện tích, là ở đây là tam giác ABC. Ở đây thầy không có nói rõ, các em tự hiểu. Ở đây thầy nói là M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC, B là trung điểm của AB, AB. Thì lúc đó các cái đoạn trung bình này chia cái tam giác ABC ra làm bốn tam giác nhỏ bằng nhau, thậm chí bằng nhau đều và có diện tích đều bằng nhau hết và bằng 1/4 diện tích của tam giác lớn ABC. ABC. Tiếp tục ta xét bài số 16. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng A nhỏ, gọi MN lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và Y là điểm đối xứng của B qua D. Mặt phẳng MNE chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện
trong đó khối đa diện chứa tính A có thể tích V, tính V, tính V. Một trong bốn đáp án sau đây, ta sẽ chọn đáp án nào? Thì cái bài toán này cũng là phức tạp, thuộc loại bài từ bài số 15 đến bài số 16. Thì cái đề nó là không có hiển nhiên nữa. Muốn giải quyết được các bài toán như thế, đầu tiên là ta phải vẽ hình. Vẽ hình. Đây ta sẽ vẽ hình và thầy ghi nhanh luôn, là vẽ nhanh luôn. E là điểm đối xứng của B qua D. Đây thầy vẽ thôi. Vậy MN là trung điểm của các cái cạnh AB, BC, BC. E là điểm đối xứng của B qua D. Của B qua D có nghĩa là D là trung điểm của là EB, EB. Ở đây các em để ý là cái là DE bằng DB, DB, để ý đó. Rồi. Tiếp tục tập đề. Mặt phẳng MNE, mặt phẳng MNE. Thì để hình dung cái mặt phẳng này thì ta thường thường hình dung thông qua cái tam giác mô tả nó. Là tam giác là ta nối lại, tam giác là MNE là ta nối lại. Rồi, ta đã hình dung được mặt phẳng đó rồi. Được. Tiếp theo, đề bài nói là chia cái khối tứ diện ABCD ra thành hai khối đa diện. Do đó một vấn đề ở đây là ta xem thử cái mặt phẳng MNE chia cái khối tứ diện ABCD ra thành hai khối nào, hai khối nào. Thì việc đầu tiên là ta phải đi xác định cái thiết diện của cái mặt phẳng MNE với cái tứ diện ABCD. ABCD. Chính cái thiết diện đó mới là cái gì đó, phân chia cái khối tứ diện ABCD ra thành hai phần, chính là hai khối đa diện nhỏ hơn đấy. Nhỏ hơn. Được. Thì ở đây thì các em rất là dễ dàng thấy ngay trên hình vẽ EM cách AD tại phê, tại vì cùng nằm trong cái mặt phẳng là EBA, EBA. Tương tự EN cũng cách CD tại điểm Q, do là CD và EN cùng nằm trong mặt phẳng EBC. ABC. Do đó ta thấy mặt phẳng MNE là cách cái tứ diện ABCD, các mặt của nó theo các đoạn giao tuyến MN, MP, BQ, NQ, 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 mặt phẳng này. Xong. Như vậy nhiệm vụ ta đã vẽ hình xong, vẽ hình xong. Đọc đề tiếp. Đề bài nói là mặt phẳng này chia cái tứ diện ABCD ra thành hai khối đa diện. Như vậy bây giờ ta phải xem hai khối đa diện đó là đâu, hai khối đa diện ở đâu, và cái khối đa diện nào chứa tính A. Thì đề đã cho tính có thể tích V rồi, bây giờ là rồi tính cái thể tích đó, đúng không? Thì đây các em nhìn trên hình vẽ thì dễ thấy là cái mặt cái là thiết diện MNBQ chia là cái khối tứ diện ra thành hai cái khối đa diện, đó là ABQCMN. Các em nhìn trên hình vẽ ACQ CMN được. Và cái khối thứ hai đó là M B N Q D P, D P là đó là nó phần nó nhô ra phía trước mặt mình, đúng không? Còn phần kia là phía trong cái màn hình, phía trong màn hình. Em hình dung đúng không? Và cái khối A B Q C M N thì đó là cái khối chứa cái đinh A. Người ta đã cho thể tích là V rồi, đúng không? Về. Nhưng các em để ý cái khối ABQCMN là cái khối không có dạng cơ bản trong các cái nội dung tính thể tích, thể tích, thể tích. Do đó là phải tìm cách tính thể tích của cái phần còn lại, đúng không? Còn lại. Rồi từ cái thể tích của cái tứ diện ABCD ta suy ra cái thể tích cần của khối đa diện cần tính, cần tính.
Thì ở đây muốn tính được cái thể tích của cái khối đại diện M, B, N, Q, D, B, D, B. Thì ta phải để ý tới cái điều này mới tính được. Thật ra cái khối này cũng không cơ bản, nhưng cái khối này nó chính là cái phần thu được từ cái thể của cái khối tứ diện EMBN với cái tứ diện EBDQ, một cái tứ diện lớn đó, đúng không? Và trừ đi cái tứ diện nhỏ EBDQ thì ra là cái phần này, cái khối đại diện là cái là MBN QDB DB. DB. Thì đến đây ta xem thử là cái thể tích của E, cái tứ diện E, B, Q, D có tính được không? Tính được không? Tính được không? Thì chưa có một số liệu nào. Thì ta lại để ý tiếp, để ý tiếp, để ý tiếp. Cái tứ diện E, M, B, N xem có tính được không? Tính được không? Thì cái khối tứ diện này tương tự như bài số 15 thì ta phát hiện ra là gì? Diện tích đáy MBN VN bằng 1 phần 4 cái diện tích tam giác ABC. Còn về chiều cao dựa vào tính chất đối xứng của B qua D là điểm E nên chiều cao của khối tứ diện này thì gấp đôi cái chiều cao của là cái khối tứ diện ABCD, ABCD, ABCD. Còn cái tứ diện ABCD thì nó là tứ diện đều có cạnh bằng A, nên thể tích nó ta là biết rồi, chính bằng A mũ 3 căn bậc 2 của 2 trên 12. Do đó thể tích của là khối tứ diện EMBN thì có diện tích đáy giảm đi 1/4, còn chiều cao thì tăng lên 2 lần. Do đó ta chỉ việc là 2 nhân cho 1/4 nhân cho thể tích của tứ diện ABCD ta sẽ tính được bằng là A mũ 3 căn bậc 2 của 2 chia 24, 24. Và sau đó các em sẽ nhớ về cái tính chất tỷ thể tích của là khối chốt tam giác. Khối chốt tam giác. V EDBQ chia VE BMN sẽ bằng ED trên EB nhân cho EB trên EM nhân EQ trên EN. Và ở đây các cái tỷ số ở đâu mà ra? ED trên EB. ED trên EB là do tính chất đối xứng thì nó sẽ bằng 1/2. Còn là EB trên EM. EB trên EM thì các em để ý tam giác ABE có EM chứ AD là hai đường trung tuyến. Nên B chính là trọng tâm của tam giác ABE. Nên ta dựa vào tính chất trọng tâm của tam giác, ta sẽ suy được là EB bằng 2/3 EM, EM tính chất đường tuyến. Tương tự Q cũng vậy. Do đó ta phải tính được tỷ thể tích của hai cái tứ diện lớn và nhỏ đó bằng 2/9. Và biết thể tích tứ diện lớn rồi nên ta suy ra được thể tích tứ diện nhỏ. Là bằng 11 A mũ 3 căn 2 trên 216. Do đó ta sẽ chọn được cái đáp án đó là đáp án B, đáp án B. Thì qua cái bài số 16 này, thầy muốn giới thiệu cho các em về cái công thức tính tỷ thể tích của khối chốt tam giác. Thầy tóm tắt lại. Và bài học của các em hôm nay tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào bài giảng hôm sau.